Vâng, âm thanh Mỹ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng nhận được 3 đơn của 3 vị khách hàng chốt đơn trong ngày hôm nay. Hai vị khách hàng có chốt những cuốn băng bên cửa hàng cung cấp và một vị khách hàng đến từ Hà Nội cũng đã chốt một chiếc máy hút ẩm mang mã số 195 như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Vâng, như trước màn hình thì là 3 cuốn băng và một chiếc xương. Cửa hàng xin gửi hai vị khách hàng đều có địa chỉ tại Hà Nội. Và sau đây cửa hàng sẽ quay cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc được biết. Và cũng là đây là cũng là những clip thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng, cũng là hình thức quảng cáo các sản phẩm bên cửa hàng cung cấp được những vị khách hàng xa hoặc gần có thể tín nhiệm và mua sắm các thiết bị bên cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh. Vào ngày hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2020, cửa hàng xin gửi 3 vị khách hàng có tên và địa chỉ như sau. Sản phẩm là một chiếc máy hút ẩm có dung tích hút là 10 lít. Vâng, máy Mitsu chạy rất là êm, điện 100V, mang mã số 195. Âm thanh Mỹ Hạnh xin gửi anh Huynh. Anh có địa chỉ tại Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Một chiếc máy hút ẩm Mitsu mang mã số 195. Và vị khách hàng thứ hai trong clip này, âm thanh Mỹ Hạnh xin gửi anh một cuốn băng và một chiếc xương. Anh cũng mua rất nhiều những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi, điển hình như 635D nút đỏ còn nguyên thùng này. Và anh có lựa chọn những chiếc đài sáp 3.7 bên cửa hàng. Thì ngày hôm nay anh lựa chọn một cuốn băng. Cuốn băng thì có anh đã lựa chọn theo chương trình đây. Model Tucking và Bolay 79. Và một chiếc xương Bắc Sen xịn. Vâng, gọi đây là một cặp xương và một cuốn băng. Tiếp theo vị khách hàng thứ 3 là anh Kiều Tiến Hòa. Anh có địa chỉ là 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Anh đặt hai cuốn băng theo chương trình mà anh đã yêu thích. Một cuốn là Phương Dung, một cuốn là Nụ Cười Chua Cay, đều lắp sang xương 747 mà anh yêu thích. Vâng, đặt theo yêu cầu nhé. Đây là những sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu. Vâng, quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh hàng ngày, biết những sản phẩm về trong ngày và có thể biết những cuốn băng có chương trình mà cửa hàng cũng đã thông báo trên kênh của mình. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để đặt hàng theo yêu cầu của mình và thích ca sĩ gì, cửa hàng sẽ đáp ứng theo nhu cầu của quý khách hàng. Vâng, đây là một chiếc máy hút ẩm mang mã số 195 này. Trong thời gian vừa qua thì cửa hàng cũng đã cung cấp rất nhiều ra thị trường. Vâng, ngày hôm nay thì khu vực miền Bắc cũng đã chuyển sang mùa rét, đã chuyển sang gió Bắc từ ngày hôm qua rồi. Thì những chiếc máy hút ẩm có thể vẫn trứng lại. Và có quý khách thì cũng không cần thiết đến những sản phẩm như vậy, nhưng cửa hàng cũng xin khuyên chân thành những vị khách hàng mà đã theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh thì hãy lên sử dụng cho không gian của nhà mình 1-2 chiếc máy hút ẩm tùy theo điều kiện của quý khách hàng. Rất là tốt và hữu ích cho khí hậu và không gian của mình sẽ thơm tho sạch sẽ hơn, và nhất là mùa bệnh dịch đang hoành hành tại Trung Quốc cũng chúng ta cũng phải đề phòng rất là cẩn thận, bởi vì những sản phẩm này thì rất là tốt và hữu ích cho gia đình mình. Vâng, chỉ cần bỏ ra vài triệu thôi nhưng chúng ta sẽ sử dụng được những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm đẹp. Vâng, tại sao bên Nhật họ cũng đã dùng rất là nhiều năm rồi và đến bây giờ thì Việt Nam mình mới có điều kiện để sử dụng các thiết bị như vậy. Vâng, cửa hàng cũng chỉ nói chung chung như vậy thôi. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh.